Gõ gì chị? Xin chào mọi người. Nhà em lại về hàng Hàn. Đây là kẹo giải rượu này. Đây là một thùng kẹo giải rượu của Hàn Quốc này. Bây giờ em sẽ bóc hàng ra cho mọi người xem nha. Lộc Lộc, giúp chị một tay. Rạch ra, rạch ra. Kẹo giải rượu Hàn Quốc về rất là nhiều. Là một thùng luôn. Ok. Đây trên phiếu vẫn còn ghi tên của em nhá. Người nhận này. Số điện thoại của bên em này, 0911 324888 này. Người gửi này. Đấy, đầy đủ thông tin luôn. Hàng cực kỳ đảm bảo chất lượng. Đây là một thùng kẹo giải rượu nguyên đai nguyên kiện. Hàng cực kỳ luôn ạ. Đây, đấy, đẹp lung linh.